được mọc ở ngay gần đường ấy. Thì mình đang ở chỗ cây mận rồi này. Đây là cây mận được mọc ở ngay ven đường ấy. Cách nhà ông bà mình khoảng 1 km. Hầu như năm nào mình cũng đến đây để hái. Cái mận này là của mọc trên đất của một bác ở hàng xóm ấy. Cái năm đầu tiên mà mình đến ấy thì là mình có hỏi bác thì bác bảo là cứ mỗi năm mà có mận thì bọn mày cứ đi hái tự nhiên, không cần phải hỏi. Thế là năm nay mình cũng chẳng cần phải hỏi. Cứ thế là đến đi qua thấy chín là dừng lại hái thôi. Mận này mang về làm bánh rất là ngon nhá. Có xay chum xuê. Trên cao kia không có này. Năm ngoái ấy, có nhiều hơn. Mận này có màu tím rất là đẹp. Ôi, trên lá cái mận này có cái con ốc này. Ốc này. Mấy cái cây xanh xanh bên đường kia cũng là mận nhưng mà năm nay không thể có quả. Năm ngoái không có nhỉ. Xe đi. Năm ngoái không có mận nhỉ. Đúng không? Em không nhớ nữa. Nhớ quả mận. Nhớ quả mận. 2 năm trước mới nhiều. Ở đây hết. Cả hai bên đường toàn là mận chín đỏ. Chín tím hết cả. Nhưng mà không ai lấy đâu. Mận này rất là ngọt nha. Hôm nay nhiều Johan quay cho sức chim nhằm nhằm cho mọi người cùng xem. Ở Pháp cũng có mận như ở Việt Nam nha. Hôm nay cho Johan quay cho. Mình mà không hái thì cũng chẳng ai hái đâu mà dụng phí ra. Mình hái về nhiều xong là chia cho ông bà nữa. Anh cẩn thận ô tô đấy. Cái mận này ở ngay bên đường ấy, nên là ô tô đi lại rất là nhiều. Nhưng mà cũng không thấy ai dừng lại để hái đâu. Bác chủ vườn này cho hái thoải mái không? Năm thì có cả bà đi hái cho mọn mình đó, nhưng mà năm nay thì có ai con nên là bà ở nhà trông ăn con cho mọn mình đi hái nhé. Mận này như kiểu là mận đường ở Việt Nam mình ấy đúng không? Nhưng mà không biết cái tên mận, mình chỉ biết gọi là mận, còn mận gì thì mình cũng không biết. Nhiều quá. Ok.
Cái này mình hái về nhiều, sau đấy là mình bỏ hạt đi cho vào máy để bỏ hạt đi, sau đấy mình lại đóng vào túi đi để cho ngăn mắt, ngăn đá tủ lạnh ấy. Thì thoảng mình đem về làm bánh. Bánh tát mận này ngon lắm mọi người ạ. Rồi. Nhiều cũng không biết lấy chọn lấy quả nào mà to to chín thì hái. Sau một hồi mình hái mỏi tay thì đến lượt ông chồng hái. Mãi mà vẫn chưa hết này. Vẫn còn nhiều ấy là nhiều ấy. À, tiện thể cho mọi người xem cái xe máy của mình. Hôm nay mình đi hái mận bằng xe máy Peugeot. Cái xe máy này mình mua được 4 năm rồi, từ ngày đầu tiên mình đặt chân đến Pháp. Nhưng mà đi chưa được 1.000 km, hôm nay mình kiểm tra thì đi có được 925 km. Nhưng mà sắp tới thì mình sẽ bán nó đi. Tại vì mình không hay đi ấy. Mình ở ngoài thành phố nên là thỉnh thoảng mình vào đây thì mình mới sử dụng, nên là pin của nó hay bị hết pin, không đi nhiều sự đồng hỏng, nên là mình có ý định bán đi để mua cái xe đạp. Con gì đây, con gì đây? Biết. Hả? Không biết. Con gì? Không biết. Biết à? Biết thì anh vút đi. Ăn vào đầu bụng ấy. Anh hái những quả nào mà to to thôi, những quả nhỏ chưa chín anh để đấy. Thì có khi tuần sau mình lại đến hái tiếp. Mận này tên là gì mọi người có biết? Cây mận này, cái loại mận màu tím này tên là mận gì không? Mình nghĩ nó là mận đường, nhưng mà ông bà bảo là không phải mận đường. Này ấy, khi chín thì nó có màu tím và được phủ một lớp phấn trắng bên ngoài. Và khi mà mình lau cái lớp phấn này đi thì mình thấy nó có màu, nó thay nó cũng có màu tím, nhưng mà tím như kiểu tím xanh xanh ấy. Bên trong thì cắn vào bên trong thì nó có màu xanh nhưng mà rất là ngọt. Mận này ăn rất là ngọt. Nên là mình thường đem về để làm bánh. Ở trong làng này ấy, có nhiều cây mận này lắm, nhưng mà cây này thì ở gần nhà ông bà mình nhất. Cây mận này ở ngay sát ven đường ấy. Ngay đường quốc lộ ấy. Cả một dãy luôn ấy. Mà trên này, cái cây bên dưới này nó ở cao lắm, mình không thể hái được. Chỉ ở cây trên, cây Johan đang hái nó thấp, vừa tầm với. Hái mãi mà vẫn còn rất là nhiều này. Buku suk. Ôi, chị đi, ông ơi, buku đi. Mấy cây mận này ấy, nó tự mọc thôi, không có ai trồng và cũng không có người chăm sóc. Nhưng mà nó mọc ở trên đất của người ta ấy. Thì mình khi mà mình hái ấy, thì mình hỏi người ta một câu thôi thì người ta cho hái thoải mái. Thật ra thì không hái thì nó cũng tự dụng hỏng ấy. Johan thì đến đây hái thì từ cái năm mà mình bắt đầu đến đây thì anh ấy mới đến biết là có cây mận này. Mình đi dạo thì mình nhìn thấy những kiểu quả mận ấy thì mình dừng lại để xem. Thì hóa ra là mận thật. Thế là anh ấy mới biết là ở đây cũng có mận. Trước để làm bánh thì mình thấy ông bà hay mua ở trong siêu thị về để làm. Y hệt cái quả này đấy là. Đây là địa điểm hàng năm mình ghé đến. Nhiều lắm mọi người, hái không hết được đâu. Sau 1 giờ hái nhặt thì bọn mình đã hái được gần 3 xô đầy rồi này mọi người. Đó, bây giờ bọn mình sẽ đi về.